tất cả quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị đại biểu và toàn thể các em sinh viên, đặc biệt là các em sinh viên ca 2015 thân mến. Hàng năm khoa sư phạm cùng với đoàn khoa tổ chức gặp mặt sinh viên khóa mới, và như thường lệ năm 2015 khóa sư phạm cùng với đoàn khoa tổ chức cái buổi gặp mặt sinh viên khóa 25, và qua cái buổi gặp mặt này thì tổ chức cái trao đổi kinh nghiệm học tập giữa các khóa với nhau. Và thay mặt cho chi bộ, ban chủ nhiệm khoa, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên K15, lời chúc mừng và xin chào đón các bạn đã trở về với khoa sư phạm thân thương của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể quý thầy cô và các em sinh viên thân mến, nhìn vào tiêu đề của cái buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta thấy có hai cái mục tiêu mà chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị. Thứ nhất là gặp mặt sinh viên K25, đây là chủ đề chính của buổi hôm nay. Trong cái buổi gặp mặt này, chúng tôi mong muốn giới thiệu với các bạn sinh viên của tất cả khoa sư phạm và đặc biệt là K25 những cái ngành nghề cũng như những cái chuyên ngành cũng như đặc thù của khoa sư phạm. Và vấn đề thứ hai đó là trao đổi kinh nghiệm học tập của các bạn sinh viên khóa trước và đạt thành tích học tập rất là cao. Và bên cạnh đó rất quan trọng đấy là một cái mục đó là giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn. Hàng năm nhà trường có tổ chức đối thoại sinh viên để giúp các bạn thắc mắc những vấn đề gì thì hỏi. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ cái buổi gặp mặt hôm nay thì chúng tôi chủ yếu cũng giải đáp thắc mắc cho các bạn K25, những cái trắc trở, những cái thắc mắc, những cái giải đáp mà các bạn có thể lâu nay mà chưa biết rõ. Đấy thì đấy là cái mục tiêu chính của cái buổi tối hôm nay. Và một lần nữa thay mặt cho chi bộ, ban chủ nhiệm khoa và quý thầy cô giáo trong khoa sư phạm xin gửi tới quý vị đại biểu của thầy cô và các em sinh viên lời chúc sức khỏe, chúc cái đêm gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Như vậy qua phần giới thiệu về khoa sư phạm, các bạn tân sinh viên của chúng ta đã hiểu về lịch sử, về sự hình thành và quá trình phát triển của khoa. Một lần nữa thay mặt toàn thể các bạn sinh viên, chúng em xin cảm ơn thầy. Xin phép mời thầy cùng nán lại sân khấu ít phút. Và xin mời bà Nguyễn Thị Minh Châu, đại diện cho 300 tân sinh viên, sẽ gửi đóa hoa tươi thắm đến lãnh đạo khoa. Xin mời bạn. Giáo dục tiểu học Gia Rai. Mời quý vị và các bạn.